Đứa nào đánh vỡ? Đây, đứa nào đánh vỡ pháp bảo gia truyền của dòng họ đây? Đây là cây đèn cổ có niên đại 1200 năm về trước. Đứa nào khai ra mau, không xem đánh cho bây giờ. Dạ, không phải con ạ. Con ngoan, con không dám làm đổ vỡ đồ đâu ạ. Thế đứa nào? À, xem biết rồi nhá. Đứa nào đang trợn mắt nhìn xem kia? Đích thị là nó rồi. Có đúng nó không? Ôi, xem hiểu lầm rồi. Không phải con đâu. Mắt con to tròn. Nó thế đấy, không phải con đâu. Vậy rốt cuộc là đứa nào? Còi hay trà sữa là đứa nào? Còi ngoan nhất nhà, có bao giờ làm xem thất vọng đâu. Chắc là trà sữa đó. Úi dồi ôi, xem ơi. Còi nói cái gì vậy? Chả không nghe thấy gì. Xem có nghe thấy gì không? Còi bảo còi làm vỡ à? Xem ơi, xem phạt còi đi. Xem đừng nhìn trà như thế. Trà sợ đây này, xem ơi. Trà ngoan nhất nhà mà. Thằng trà sữa kia, sao mày dám mách xem là còi làm vỡ đồ? Lần này mà xem phạt còi là bay coi chừng nghe chưa? Đã biết là còi xử lý bay như thế nào chưa? Hà cha, ta sẽ cắn cổ cắn tai vả cho nhà ngươi chưa cái thói mách lẻo đi. Chù chòa, còi tưởng cha sợ còi à? Còi chớp một mắt luôn này. Hàng ngày là cha nhường còi đấy. Còi đừng có mà tinh tướng nghe chưa? Tinh tướng chỉ ăn khoai nướng mà thôi. À, thằng này lao, mày dám khinh khi chị còi của mày à? Mày đã biết chị còi mày là ai chưa? Mũm ú tránh ra để ta xử lý thằng cha này. Càng ngày nó càng láo. Này cái bà còi, bà tưởng bà là ai chứ? Chẳng qua là trà không thèm giấy binh nổi loạn thôi. Chứ trà mà hắt hơi một phát, trà chỉ cần lấy thịt đè người thôi là bà đã bẹp dí rồi đấy nhá. Bà tưởng bà là cái gì? Bà chỉ là rau dưa muối khú mà thôi. Bà chỉ là rau dưa muối khú của sen mà thôi. Bà nghe rõ chưa bà còi? Ta sẽ cắn cổ cắn tai vả cho nhà ngươi chưa cái thói mách lẻo đi. Chù chòa, hàng ngày là cha nhường còi đấy. Còi đừng có mà tinh tướng nghe chưa? Tinh tướng chỉ ăn khoai nướng mà thôi. À, thằng này lao, mày dám khinh khi chị còi của mày à? Mày đã biết chị còi mày là ai chưa? Để ta xử lý thằng cha này. Càng ngày nó càng láo. Này cái bà còi, bà tưởng bà là ai chứ? Chẳng qua là trà không thèm giấy binh nổi loạn thôi. Chứ trà mà hắt hơi một phát, trà chỉ cần lấy thịt đè người thôi là bà đã bẹp dí rồi đấy nhá. Bà tưởng bà là cái gì?